Thầy Vũ xin chào anh em nha. Hôm nay hàng mới về được 4 bộ câm đầm niền của Game 125. Đề cao 2021 rồi đó. Thì cái này nó không có vỏ ruột. Anh em nào mua vỏ ruột thì bên anh Hưng còn, bên anh Hưng có vỏ hay vậy. Mà bên đây không. Tụi em không có bán ruột. Tại bên bản nó về được gì, đa số là mấy cái này người ta sẽ lẻ ra đặng ta vô bánh mâm gai xin gai ly đó. Thành thử ra nó chỉ được vậy thôi, không có má đầm. Má đầm thì ta lấy lại ta vô mâm. Nó vậy thôi. Đó thì hàng em bán bao chuẩn rồi, hàng này đẹp luôn. Chưa vệ sinh, chưa lau mà nó gì nè. Anh em biết ha. Cầm nó gì là nhìn là ok đó. Quá dữ. Đắt không à. Thì Game 125 là phiên bản ngoài trước nền là 1.2, ngoài sau là 1.4, là có thể dùng cho tất cả các loại xe Việt Nam mà quay nhỏ đó. Từ rim quay, quay 110, quay hoa lốc trắng, lốc đen. Đó, nhưng mà em nói chú thích nha. Nhưng mà cái này là đầu đời mới thì thành thử ra là xài má đầm của má nhỏ không à nha. Anh em cái xe của mình là cái xe gì đó mình muốn mua thì mình biết cái xe của mình là cái đời nào rồi đó. Thì nó xài cái má lớn hay là cái má nhỏ. Thì của em là má nhỏ không à. Anh em mua thì mình nhìn cho mình biết rồi, thằng Vũ đã tả rồi đó ha. Má là má nhỏ không nha anh em. Má là má nhỏ không à. Má nhỏ là lọt lòng trong á. Má nhỏ là lòng trong, không phải là má lớn nha. Thí dụ anh pha lốc trắng lốc đen là má lớn nè. Nè, pha lốc trắng lốc đen là má lớn không. Qua 110 là má lớn bên ngoài không à. Đó. Tem lửa là ở ngoài sau má nhỏ, ngoài trước má lớn. Super cũng vậy, ở ngoài sau má nhỏ, ngoài trước má lớn. Đó. Anh em muốn mua xài được cái bộ cam đầm niền của Dream 125 này là phải mua hai cái má nhỏ. Có người ta kêu má chìm, má trong gì đó, mình phân biệt má nhỏ, má lớn cho anh em dễ biết ha. Đây. Đây là cái má ngoài nè, kêu bằng cái má lớn nè, thấy không? Của anh pha nhỏ nè, nếu mà cái má trong á thì cái má trong là má nhỏ là cái này. Cam mà đẹp thấy ghê không, nhìn xa ha. Hiện tại là 4 bộ. Giá một bộ là 2,5 triệu. Như vậy là 2,5 triệu. Đó, đúng hàng kháo xe, bao đúng, nếu không đúng là 1 đền 10 cho anh em luôn. Niền của nó là đáp là CM Gucci. Chấm vậy thôi. Trả lại vấn đề hồi nãy giờ nó gián đoạn. Mấy cái này là đắt ha, đắt bùng á, mà nước sơn quá trời đẹp luôn. Cầm nè, nền ghi Siam Gucci nha anh em. Hôm giờ mình bán này hoài, cái này đắt 21 chấm nè, 21 ớt á. Nào này ít lắm, bây giờ muốn hết xe rồi, về đâu có được đâu. Gần cuối năm, gần bế mạc SEA Games rồi anh em ơi, là xây gần cuối năm mà nửa tháng nữa là hết đầu rồi, rồi qua sang năm mới có nha. Đây Siam Gucci, nó ngoài trước chữ S này, sau W nó cam đầm niền của Game 125 là ngoài trước 1.40 lỏng, ngoài trước 1.20, ngoài sau 1.40 nha. Dành cho xe qua nhỏ của Việt Nam, Game qua dùng được. Nhớ một điều này Vũ dặn nha nha. Đây mấy anh, má nhỏ của em là xài má nhỏ. Mấy anh muốn mua cái xe của mấy anh thì coi cái xe mình má lớn hay má nhỏ ở đây. Mình muốn đúng zin thì tháo căm qua bắt qua. Ví dụ muốn đúng zin tháo căm bắt qua đó. Còn không đúng thì mua má lớn thì mua má lớn qua vô, mua má nhỏ thì má nhỏ qua vô. Rồi vậy đi. Hiện tại là có 4 bộ. Thì hàng nè anh em coi đi, bao chuẩn nha. Bao công quẹo gì đó. Cái này cái chữ ACM Gucci nó nằm bên đây nè, giờ quay con tay một
đây 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 nè. Đó, Siam Gucci ha. Siam là của người Thái đó, còn chữ Gucci là của Việt Nam không. Nếu mà chi hàng mà sao W nè. Cái bút lông của hãng quẹt còn luôn nha anh em. Nè, bút lông hãng quẹt còn luôn nè ha. Rồi, vậy đi nha bà con, là một bộ là bộ như vậy sẽ là 2,5 triệu. 2,5 triệu nha anh em. Đó. Rồi 2,5 triệu. Còn anh em mà muốn mua vỏ thì hình như anh Hưng anh có hay vỏ nó là 1,1 triệu một bộ ha. Rồi ruột thì tụi em không có bán rồi, mấy cái đó thì nó đụng hàng ở Việt Nam mình thì bán không có được. Đó, vậy đi. Rồi, xin chào anh em nha. Rồi, hẹn anh em lại clip sau rồi.